Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Ở năm 2023 đã có rất nhiều mẫu MacBook được ra mắt và các bạn có thể lựa chọn thoải mái luôn. Mình đã có lên video về top những chiếc máy đáng mua nhất tại thời điểm hiện tại. Vậy thì những chiếc máy không đáng mua thì sao? Hôm nay sẽ là video về những chiếc máy không đáng mua tại thời điểm hiện tại nhé. Bắt đầu ngay sau intro này. Nếu như bạn chưa biết lựa chọn mẫu MacBook nào phù hợp và đáng mua cho bản thân thì hãy click ngay vào link phía bên dưới để lựa chọn tha hồ các mẫu MacBook từ năm 2017 đến 2023 luôn. Hè năm nay mà nếu mà bạn vẫn bị dí deadline mà chưa được đi du lịch thì hãy sắm ngay một em về làm việc cho nó năng suất hơn nhá. Lý do gì để cho một chiếc MacBook có đáng mua hay không? Ở năm 2023 thì mình biết là điều kiện của mọi người đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Vậy nên bây giờ mọi người cũng yêu cầu nhiều hơn về cái trải nghiệm của người dùng và cũng như là tối ưu hơn về cái việc mà chúng ta làm việc trên chiếc máy tính. Rõ ràng rồi, khi mà đã có điều kiện tốt hơn thì yêu cầu về trải nghiệm cũng phải cao hơn. Vì vậy nên những chiếc máy mà đã có cái xu hướng là lỗi thời hơn nên bớt được lựa chọn lại. Đầu tiên sẽ là những mẫu máy MacBook Air 2017 trở về trước, hoặc là những chiếc MacBook 12 inch. Do biết rằng đây là những chiếc máy mà giá rất là rẻ mà chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được hệ điều hành macOS. Tuy nhiên sẽ có một số điểm mà mọi người phải lưu ý trên những chiếc máy như thế này. Trước tiên là về một viền màn hình quá dày. Khi mà các đã chạy đua quá lâu về một chiếc màn hình càng mỏng càng tốt thì nhìn lại về viền chiếc màn hình này xem, nó đã làm chúng ta không còn có được cái sự hiện đại nữa, và kể cả giải trí thì trên chiếc viền màn hình quá dày như thế này cũng làm cho chúng ta ít thoải mái hơn. Kế với đó, chất lượng màn hình còn chưa đạt đến Full HD ở trên MacBook Air đời cũ này và cũng vô cùng rỗng nữa, ảnh hưởng đến rất nhiều về mắt của chúng ta khi mà làm việc quá lâu với chúng. Mình không nói đến những chiếc máy Windows thời điểm hiện tại, bởi vì những chiếc máy Windows với chất lượng Full HD thời điểm hiện tại cũng đã có cái chất lượng tấm nền LCD tốt hơn rất là nhiều và mật độ điểm ảnh cũng cao hơn nữa. Điểm lợi duy nhất của MacBook Air 2017 hoặc cũ hơn, ngoài việc giá rẻ ra thì có các cổng kết nối tương đối đầy đủ, nhưng mà lại thiếu cổng Thunderbolt 3. Một cái quan trọng và rất hiện đại tại thời điểm này thì lại không có. Thời lượng pin cực trâu là điểm mà mình muốn nói đến tiếp theo. Những chiếc máy đời cũ này hội tụ được rất nhiều điểm để biến nó thành một chiếc laptop pin rất trâu tại thời điểm hiện tại, với 2 đến 3 tiếng sử dụng. Sử dụng chip Intel siêu nóng, pin đã xuống cấp qua thời gian, bởi vì dẫu gì thì đây là một chiếc máy đã từ rất lâu rồi mà, cái đời 2017 cách đây đã khoảng 6 năm rồi, nên vì vậy chúng ta không thể đòi hỏi một viên pin có tuổi thọ cao được. Với thời lượng sử dụng chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng trong một lần sạc đầy thì mình nghĩ sạc sẽ là một cái mà mọi người luôn luôn phải mang theo. Và nếu chẳng may mà chỗ nào đấy không có ổ điện thì... Ôi trời ơi! Nói rằng với chiếc MacBook 12 inch thì đây là một chiếc laptop hoàn hảo, tổng hợp được mọi điểm để mọi người không lựa chọn nó. Đầu tiên chúng ta có thể nói đến về bàn phím cánh bướm. Bất kỳ ai giới thiệu cho bạn một chiếc MacBook thì cũng sẽ hạn chế nhất về việc phải recommend cho bạn những chiếc máy mà có loại bàn phím cánh bướm này. Với khoảng 4 năm tồn tại trên thị trường thì bộ phím này đã mang lại cho Apple một khu rừng điều luôn, nhưng mà là điều tiếng và những vụ kiện. Những chiếc máy có bàn phím cánh bướm, hay cụ thể hơn là chiếc máy MacBook 12 inch này, nó dở tệ bởi vì hành trình phím của nó quá nông, khiến cho chúng ta có cảm giác gõ không hề thật chân một chút nào cả. Nhiều bạn có khi còn chẳng biết mình đã gõ vào cái chữ mình cần hay chưa, bởi vì nó phẳng lì à, gõ thì nó không hề thoải mái đâu. Tiếp đó nữa, kiếp nạn thứ 82 này của Apple cũng rất dễ bị kẹt phím. Ở Mac One nói riêng đã nhận không biết bao nhiêu ca sửa chữa lỗi kẹt phím này cho khách rồi, kể cả máy từ Mac One hay bất kỳ cả nó khác nhá. Chính vì độ nông quá là nông của Butterfly Keyboard mà từng hạt bụi lại có cớ để móc túi bạn trong việc sửa chữa bàn phím. Và tin mình đi, đến cả Apple cũng phải thừa nhận việc này bằng cách loại bỏ loại bàn phím này. Với màn hình 12 inch, mình biết là mang đi mang lại nó rất là dễ dàng và nhỏ gọn nữa. Nhưng mà mọi người nghĩ xem, một chiếc máy tính để cho chúng ta làm việc và cần phải hiển thị rất nhiều nội dung ở trên đó, nhưng màn hình của nó quá bé, thì cái việc mang đi mang lại nó có đáng so với việc mà chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu hơn khi mà làm việc không? Ngay cả đến iPad bây giờ cũng đã có iPad 12.9 inch, tức là to hơn gần một inch so với cả cái mẫu MacBook kia rồi, thì không có cớ gì để chúng ta bây giờ có thể lựa chọn một màn hình nhỏ như thế nữa. Chưa kể đến là bây giờ thời điểm hiện tại, những chiếc MacBook như kiểu MacBook Air 2022 cũng đã mỏng nhẹ hơn rất là nhiều rồi, nên là lựa chọn MacBook 12 inch bây giờ là không nên nhá. Nói về pin thì cũng chả khá khẩm hơn gì MacBook Air 13 inch đâu, bởi vì bản 12 inch này ngoại hình nhỏ, chắc chắn là viên pin sẽ bé, cộng thêm cả cái chip Intel nóng nữa thì cái thời lượng pin của nó sẽ cực kỳ đuối luôn. Với cổng kết nối thì sao? Mọi người có thể nhìn ảnh ở bên trên đây, chỉ có đúng một cổng duy nhất để cắm sạc vào thôi, và sau khi cắm sạc xong thì hết, chả có chỗ nào để cắm thêm các cái phụ kiện bên ngoài vào cả, và buộc chúng ta phải mua thêm những cái loại cáp chuyển như thế này và phải có thêm cả tính năng cắm sạc vào ở trên cáp chuyển này nữa thì chúng ta may ra có thể sử dụng được chiếc MacBook này thôi. Nói đến đây thôi đã đủ thấy cái sự bất tiện ở trên cái chiếc máy này nó lớn đến như thế nào rồi đấy. Những chiếc MacBook Pro bản 15 inch từ năm 2015 đến 2018 thật sự là những chiếc máy mà mọi người không nên lựa chọn, dẫu cho kể cả Mac One cũng đang có những chiếc máy này nhưng cũng bỏ qua nó đi nhá. Đã có nghi vấn rằng Apple bắt tay với Samsung khi mà cả MacBook 15 inch và Galaxy Note 7 đều được trang bị những viên pin có tính năng nổ bùm bất thình lình, khiến cho người dùng như kiểu cảm giác chơi game cảm giác mạnh vậy khi mà sở hữu những chiếc máy đó. Vốn dĩ vấn đề cháy nổ trên các thiết bị điện tử có xác suất xảy ra, nhưng với những chiếc MacBook Pro 15 inch
cái đời khoảng thời gian đó, thì cái chuyện nổ là cái chuyện cơm bữa thôi. Nếu như bạn là một người thường xuyên phải đi máy bay hoặc là bạn làm luôn ở sân bay thì cũng có biết rằng các hãng hàng không đã có quy định rằng cấm những chiếc MacBook bản 15 inch này từ những năm 2015 đến cả 2018 là không được mang lên máy bay vì lý do an toàn. Bởi vì những chiếc máy mà nổ bùm nhiều như thế thì rất ảnh hưởng đến các chuyến bay và có thể gây mất an ninh trên chuyến bay đó nữa. Tiếp theo đó, các màn hình ở những cái đời MacBook này không hiểu Apple tính toán kiểu gì mà nó ngắn đến mức lỗi đứt các màn hình xảy ra nhiều không kém gì lỗi nổ pin ở trong những cái thời điểm đó. MacBook Pro 15 inch tại thời điểm đó đã làm cho người dùng mất niềm tin đi rất là nhiều. Vì vậy nên nếu lựa chọn chiếc MacBook thì cũng nên né cái mẫu này ra nhá. Nhiều lỗi như thế mà mua về dùng được một thời gian nó lại lỗi thì thà mua một cái máy an toàn hơn sử dụng thì nó sẽ chuẩn hơn đấy. Tổng kết lại video, lời khuyên của mình đưa ra cho mọi người đó là nếu đã lựa chọn MacBook là một sản phẩm cao cấp rồi thì hãy nên cố gắng đầu tư thêm một chút, khoảng từ 18 đến 20 triệu là mọi người đã có một chiếc máy rất ok để sử dụng rồi. Ví dụ như có thể kể đến là MacBook Air M1 máy mới luôn nhé, hoặc là MacBook Pro M1 những bản máy cũ giá chỉ khoảng 18 đến 20 triệu thôi, nhưng mà cái trải nghiệm về chất lượng build máy và cái con chip xử lý bên trong nó cũng rất là tốt, máy không bị nóng, pin rất là trâu, build máy tốt mà khoản giá mọi người chỉ cần cố lên một chút nữa thôi thì đã có được cái trải nghiệm rất là ok rồi. Còn quan điểm lựa chọn máy của mỗi người mỗi khác, đây chỉ là một cái ý kiến để mọi người tham khảo thôi, vì vậy hãy tìm hiểu kỹ hơn và đưa ra một lựa chọn tốt nhất cho mình nhá. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mark One để không bỏ lỡ những nội dung hay hơn ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.